nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân trên kênh kẻ gỗ. Cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông ở khu vực cầu Máng thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Quang. Ngày 27 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể một người đàn ông trên kênh dẫn nước cái gỗ. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 27 tháng 7, người dân xã Cẩm Quang phát hiện một thi thể nổi trên kênh N1, kênh chính dẫn nước tưới của hồ kẻ gỗ, đoạn qua cầu Máng, thuộc địa phận thôn 5 của xã. Nạn nhân là anh DHT, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang, hiện là kỹ sư làm việc trong khu kinh tế Vũng Áng. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, người nhà của nạn nhân DHT nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nhắn đến khu vực cầu Máng thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Quang để đưa xe máy về vì T có việc đột xuất phải đi gấp. Sáng ngày 27 tháng 7, gia đình nhận được tin phát hiện thi thể anh T tại khu vực trên. Hiện, công an huyện Cẩm Xuyên điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.